Ngày mai mình sẽ có event và mình nhận được cái dù này ta. Mới lên coi nè. Cái dù Tukabushigura. Chỉ số phụ thì tăng tinh thông nguyên tố. Còn nội tại là nó sẽ ra một cái hiệu ứng dù giấy tắc quái duy trì 10 giây, 15 giây, kích hoạt lần. Trong thời gian duy trì, nếu cái địch tiêu diệt quái sẽ làm mới thời gian, ok, tăng thời gian lên. Nên thôi. Nhưng mà cái hiệu ứng chính của cái dù này là tăng sát thương 16%. Tăng bonus 16%, vậy là nó khá là giống với lại cái cây, nó giống với cây thiếu phong kích, nhưng mà nó mạnh hơn nha. Thiếu phong kích nhiều ít hơn thì phải. Như cây này là 16% ha, ở tinh lượng 1. Ở tinh lượng 5 nó lên 32% nè. Cái lượng tinh thông của nó là 165 ở level 90. Để mình thử mình coi cây thiếu phong kích coi. Thiếu phong kích nó trình bao nhiêu? Đây. Thiết phong kích thì ở level 90 165. Cái dù thì 165 tương đương lượng tinh thông. Nhưng mà cái nội tại của con này thua. Này lên tinh liên 5 mới có 12% sát thương bonus đam mà. Còn cái dù này nó hơn nhiều, cái dù này nó cộng tới 32% nữa. Cái nội tại của cái dù mạnh hơn. Còn cái dòng phụ thì nó tương đương. Hello Sơn, hello Phát. Hello ngủ đi 5 giờ. Yeah. Được, cũng được. Nói chung cây này thì có vẻ hiệu quả cái thiếu phong kích. Kazuha cầm hoặc là con gì? Nilu, Nilu cầm cũng được. Chứ thấy có Nilu cầm cái cuối kiếm này nè. Cái dù nè. Có event nó cho gì? Akitsu. Akitsu Kimodashi. Cái sự kiện ngày mai, vậy là nó có 3 giai đoạn, giai đoạn 1, giai đoạn 2, giai đoạn 3. Ngày mai 15 đúng không? 15, ngày 14, ngày mai bắt đầu nè. Cái sự kiện này kéo dài 2 ngày. Cái sự kiện Akitsu 2 kéo dài 2 ngày. Tổng cộng sự kiện này diễn là 6 ngày. Mỗi cái giai đoạn là 2 ngày. Trong cái shop này mình có thể mua được cái dù. À, với lại phương miện chi thức. Thời gian rồi đó. Nó bắt buộc phải hoàn thành nhiệm vụ truyền thuyết ma thần của Ito. Nhưng mà nếu mình chưa hoàn thành không sao. Mình có thể có cái nút trải nghiệm nhanh. Có nút trải nghiệm nhanh để có thể gọi là không chưa làm nhiệm vụ vẫn có chơi event được. À, tóc lên dài không? Hôm nay nó lên đen đầu hết. Hôm trước nó còn trắng trắng. Mood carry. Tới là mùa thu lá bay em đã đi rồi chứ. Cái gì vậy? Xàm quá. Xàm quá. À mình đang nói về cái event thì coi coi. Chơi hay không? Mình được cái dù nè, vương miện chi thức, nguyên thạch, sách với là các thứ đó, mua ra mà khoáng. Cái trò này vậy là nó giống như cái trò hồi đó mình chơi video game á. Mình có mấy cái trò kiểu này nè. Cũng là thuộc dạng trò hay, trò này chơi hứng thú, trò xếp gạch. Đỡ đỡ cho nó vô mấy cái trụ này, phá hết mấy cái trụ này thắng. Mấy cái trụ này thì nó có nguyên tố, tại nó dựa theo cái xin bắt mà. Nó có hạt vuông. Hạt vuông hạt này nè, là không có nguyên tố. Những cái hạt mà nó có hình như nguyên tố, nó là hạt nguyên tố. Cái thùng, thùng tím, thùng lôi. Tùy vô cái loại mà mình phá, thấy không? Lôi hỏa thì bắn bự hơn, bể dữ hơn. Nhà ồn quá. Lôi với hỏa là bị bắn vô nổ, nổ lan nè. Coi như quá tải ha, nhưng mà trong nó gọi là quanh tạc. Còn thủy với lại băng thì nó là đóng băng, mà gọi trong đây là bóng ngưng kết. Nó dính vô nè, nó dính vô nè. Dính vô chi? Để cho mình có thể di chuyển. Mình có thể di chuyển lại cái chỗ mình muốn bắn cho dễ hơn. Ok, là đại khái nó có nguyên tố kết hợp. Ngoài ra mình có thể lấy những cái búp. Gọi là chiến lược, trong đây gọi là chiến lược. Coi như mình chuẩn bị cái búp trước. Đây là búp, là bức tường này, thấy không? Lỡ mình đỡ hụt cái nó cũng còn. Nó vẫn văng ra, nó không mất cái bành của mình đi. À, bức tường. Cái đây là cái búp mà có hai cái nòng súng. Machine gun. Súng máy bắn là
Ngoài việc mình đỡ ra thì mình có thể có súng bắn nữa. Uy lực của đạn lửa với từng lưng. Ngoài ra nó có boss nữa này. Các kiểu chơi. Mấy trò này chơi cũng thú vị đó. Không quá khó đâu. Chơi giải trí. Rồi, chơi kiếm cái dù. Cái dù đó ngon, ngon hơn kiếm rèn chút xíu. Ngon hơn cái nội tại. Cái nội tại cái dù mạnh hơn. Cái thiếu một kích. Trời ơi, nay nó múa Faro múa cái thằng kia nữa. Đúng như một con điên luôn. Đi lắc làm gì có được vậy. Đi lắc cái chin thấy Faro răng, thấy quang lờ rờ bỏ chạy. DVS ghê không. Bây giờ mình sẽ đi tới đánh con nào. Đánh boss ở bên Sumeru rồi. Về xử lý boss ở ở đâu. Đánh thử con boss ở boss rồng đi. Về Ly Du đi. Mấy con boss này không có cơ chế nha. Đánh mấy con boss có cơ chế bực mình lắm. Con boss này đánh hoài ha. Tối ngày lấy. Giờ này mình về đánh mấy con mình sắc chắc đã lắm. Hello Rim à. Không là cái tuần này anh không có stream. Lúc này thì anh lâu lâu anh stream thôi. Anh không stream thường. Tại stream thì ngồi lâu quá. Buổi tối tối rảnh rảnh thì anh lên stream. Còn mấy ngày mấy cái mỗi ngày thì anh sẽ cố gắng đăng một cái video. Trong quá trình mình chơi mình đăng cái video. Không phút nha. Thằng này phút được 70k. Sẽ không. Trời. Sẽ không. Sẽ không 4 sao. Đấy. Nói chung bây giờ mà có tướng là sẽ không đó. Đâu có quay. Đâu có còn như xưa nữa. Có bị đẩy rồi. Ghét ghê không. Bị đẩy ra không là chết luôn á. Sao mấy cả. Lâu lâu mình hơi bị vướng. Cái tay chưa quen nhịp. Mạnh. Tính ra đam về mạnh. Lúc đá hết búp là sao? Bị nó đẩy ra, con rồng nó đẩy ra khỏi cái búp của Bennett á, cái vòng của Bennett á. Lúc đá quy, thực ra cái quy đó là mình không quan tâm. Mình chỉ quan tâm tới đam trọng kích thôi. Tại vì mình xài hết cái thể lực trên không mà mình nhấn quy cho nó rớt xuống. Chứ mình nhấn quy sớm nó mất cái dây eo của mình sao. Cái chiêu quy khi mình xài là nó kết thúc chiêu e. Thành ra mình cũng không có nặng nề cái chuyện mà phải chờ cái còn búp bên nét là quy. Cứ xài hết trọng kích băm trọng kích cho đã tay đi. Chừng nào mà là sắp hết hết cái xăng đi bay nhấn quy cho rớt xuống.